Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn các nội dung sau. Tân cương của Trung Quốc và những nơi khác lại phải đối mặt với nắng nóng khắc nghiệt. Thời gian gần đây tại Trung Quốc, từng đợt nắng nóng ập đến và thứ bảy tuần này đã bước vào đợt nắng nóng khủng khiếp trong 24 tiết mặt trời. Tại Thupan, nhiệt độ cao nhất được dự báo có thể lên tới khoảng 45 độ C trong 24 giờ tới. Các nhà khí tượng cảnh báo rằng nhiệt độ cao dai dẳng ở Tân Cương đang đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng trên núi, làm tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa như lũ quét và nắng nóng khắc nghiệt cũng là mối đe dọa đối với sản xuất nông nghiệp như bông. Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, một số cư dân mạng cho biết năm nay cảm thấy nóng bất thường khắp cả nước. Có phải dự báo là hiện tượng ấm lên toàn cầu đang thực sự đến? Nhận xét này có thể nói lên tiếng nói trái tim của nhiều người. Kể từ tháng 6 năm nay, Trung Quốc đã mở ra nhiều đợt nắng nóng và nhiều thành phố đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao. Hôm nay, CCTV News và những người khác đã thêm thẻ bắt đầu bằng hình ảnh mặt trời thời điểm nóng nhất trong năm là ở đây khi họ đăng. Cái nóng oi bức đã đẩy nhu cầu sử dụng điện của Trung Quốc lên cao. Kể từ đầu mùa hè, tiêu thụ điện trên toàn Trung Quốc tiếp tục tăng. Ví dụ tại Thượng Hải, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, tiêu thụ điện dân dụng đã tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm ngoái vào đầu tháng 7. Thiên tai băng tuyết như lũ quét xảy ra tại nhiều nơi ở Tân Cương. Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, trong 2 ngày qua, Tân Cương đã trải qua nhiệt độ cao nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Nhiệt độ ở hầu hết các khu vực đồng bằng lên tới trên 35 độ C, một số khu vực lên tới khoảng 45 độ C. Chen Chuyan, trưởng dự báo tại Đài quan sát khí tượng Tân Cương, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CCTV của Trung Quốc hôm thứ Bảy rằng nên ngăn chặn những thảm họa như lũ lụt băng tuyết. Bà cho biết thời tiết nhiệt độ cao này kéo dài trong thời gian dài và ảnh hưởng trên diện rộng, đặc biệt là khu vực phía Nam và phía Đông Tân Cương kéo dài gần 10 ngày. Báo cáo chỉ ra rằng nhiệt độ cao liên tục khiến tuyết tan trên núi ngày càng tăng nhanh và các thiên tai như lũ quét, lở đất và lở đất sẽ xảy ra ở nhiều nơi. Theo Reuters đưa tin, Cục Khí tượng Tân Cương đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ một lần nữa cho khu vực vào khoảng trưa thứ Bảy. Đây là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo nhiệt độ cao 3 cấp. Dự đoán rằng nhiệt độ ở Kaga, Hotan, Asu và các nơi khác có thể tăng lên hơn 40 độ C, trong khi một số khu vực của Thupan có thể đạt từ 45 độ C trở lên trong 24 giờ tới. Kỷ lục cực nóng Trung Quốc sẽ được làm mới. Lưu vực Thupan là nơi nóng nhất và khô hạn nhất ở Trung Quốc. Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, năm 2015, Hồ Gia Đình ở thành phố Thupan, Tân Cương đã lập kỷ lục mới về cực nóng của Trung Quốc. Và trạm thời tiết tự động ở khu vực Hồ Giang Đình đã đo được nhiệt độ cao 50,3 độ. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết hôm qua rằng các sông băng tan chảy ở Tân Cương gây ra nguy cơ vỡ đập lớn nhất trên một nhánh sông của Asu gần biên giới với Trung Quốc với Kyrgyzstan. Tân Cương được biết đến với những sa mạc, nhưng khu vực biên giới cũng có những dãy núi dài, bao gồm Thiên Sơn, Pamir, Kulun, Mountain và Karakoram. Những ngọn núi này ngày càng trở nên phổ biến với những du khách Trung Quốc, những người đã phải vật lộn để đi du lịch nước ngoài vì đại dịch coronavirus. Nhà khí tượng học Chen Chuyan nhắc nhở rằng, đặc biệt là khi đi du lịch trên núi, hãy chú ý đến việc xảy ra lũ lụt do tuyết tan và băng tan hoặc các thảm họa địa chất. Nắng nóng gay gắt cũng kéo theo vấn đề hạn hán đến các vùng nông thôn. Chen Chuyan cho rằng, nhiệt độ cao kéo dài sẽ ảnh hưởng nhất định đến cây trồng của Tân Cương, nên chúng tôi cần nhắc lại, đặc biệt là các cánh đồng bông ở phía Nam và Đông Tân Cương cần tăng cường quản lý để giảm tác động của nhiệt độ cao liên tục trên đó. Một báo cáo của Reuters chỉ ra rằng Tân Cương sản xuất khoảng 20% lượng bông trên thế giới và việc trồng bông cần rất nhiều nước. Theo một số ước tính, gần 20.000 lít nước để sản xuất 1 kg bông chỉ đủ để sản xuất một chiếc áo phông và một chiếc quần jean. Tân Cương không phải là tỉnh duy nhất ở Trung Quốc hứng chịu đợt nắng nóng. Một đợt nắng nóng khắc nghiệt mới dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khoảng 20 tỉnh thành, tỉnh ven biển và thủ đô tài chính Thượng Hải dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết. Hai cây cầu sập ở Haiyuan, Quảng Đông trong vài giờ.
Vào sáng sớm ngày thứ Sáu ở Haiyuan, Quảng Đông, Trung Quốc, phần giữa của một cây cầu đã bị sập và rơi xuống sông, hai ô tô khác cùng rơi xuống nước. Đã một ngày rưỡi kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, hai người vẫn đang mất tích. Vài giờ trước ở Haiyuan, một cây cầu khác cũng bị sập gây thương vong. Qua những hình ảnh hiện trường vụ tai nạn có thể thấy, đoạn giữa cầu Đông Giang hay còn gọi là cầu Jiyin ở thành phố Haiyuan, tỉnh Quảng Đông đã bị sập hoàn toàn. Cầu được hoàn thành và thông xe năm 1972 là cầu vượt sông. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, cây cầu là một cầu vòm hở bụng với chiều cao mặt cầu hơn 10 mét. Kết cấu cầu vừa được đại tu vào tháng Giêng năm nay. Cầu sập lúc 2 giờ sáng thứ năm vừa qua, vị trí sập là hố phụ thứ 3 và thứ 4 phía tả ngạn. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Theo báo chí Trung Quốc The Paper, khi cây cầu bị sập, hai chiếc ô tô nhỏ và 3 người trong đó đã rơi xuống sông dưới gầm cầu. Cho đến nay, một trong 3 người đã được giải cứu và tung tích của 2 người còn lại vẫn là một ẩn số. Người được giải cứu là một tài xế Didi với một hành khách trên xe của anh ta. Người được cứu cho biết sau khi xe anh rơi xuống nước, viên đá hoa cương trên hàng rào cầu vừa đập vỡ kính cửa xe taxi. Xe lao nhanh xuống nước, anh này đã tháo dây an toàn rồi tiến tới kéo hành khách ngồi trên xe, nhưng anh ta không thể kéo nó. Anh ấy phải đứng dậy trước và ra khỏi cửa kính ô tô. Tính đến thời điểm báo chí, một ngày rưỡi đã trôi qua kể từ khi vụ tai nạn xảy ra và khả năng sống sót sau vụ đuối nước là rất thấp. Những ngày gần đây, nhiều nơi ở Quảng Đông, trong đó có Haiyuan, đã xảy ra mưa lớn, một số khu vực liên tục hứng chịu mưa lớn. Theo hãng tin AP, lũ lụt đã khiến 61 người thiệt mạng. Tuy nhiên, không biết vụ sập cầu có liên quan đến lượng mưa liên tục hay không. Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, bao gồm Zhebei Jingjiu, một cây cầu khác bị sập ở Haiyuan, cầu Dangyan ở thị trấn Shutian, huyện Dongguan, Haiyuan vài giờ trước khi xảy ra vụ tai nạn cầu Đông Giang, khiến một chiếc ô tô rơi xuống nước, trong đó có hai người, một trong số họ đã chết và một người mất tích. Trong những năm gần đây, nhiều cây cầu ở Trung Quốc bị sập nhiều lần khiến dư luận bất bình về dự án đậu que. Những người chỉ trích nói rằng những cây cầu đường bộ của Trung Quốc quá rẻ để xây dựng và hoàn thành quá nhanh. Vào tháng 8 năm 2012, một cây cầu bắc qua sông cầu Yang Minh Tang ở Cáp Nhĩ Tân bị sập toàn bộ và một số xe tải lao xuống cầu làm 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Vào tháng 2 năm 2013, cầu Nghi Sương ở Hà Nam bị sập, sàn cầu dài 30m bị sập, 6 xe tải lớn và 2 xe ô tô rơi xuống làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Triều Tiên bị lũ lụt nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc cho biết lũ lụt nghiêm trọng dọc theo biên giới Triều Tiên cho đến nay đã khiến ít nhất 133 người thiệt mạng, 395 người mất tích và hàng nghìn người phải di tản. Trước đó, Bình Nhưỡng đã báo cáo về thảm họa khổng lồ. Khoảng 107.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa ở khu vực sông Tu Men. Liên Hợp Quốc cho biết trong một báo cáo hôm thứ Hai, trích dẫn số liệu từ chính quyền Bình Nhưỡng, truyền thông Triều Tiên cho biết khu vực biên giới Đông Bắc với Trung Quốc và Nga đã hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với những ngày mưa xối xả khiến sông Tu Men ngập lụt. Theo báo chí Bình Nhưỡng đưa tin, Triều Tiên đã tiến hành huy động quy mô lớn trên cả nước cho chiến dịch cứu trợ lũ lụt kéo dài 200 ngày nhằm giúp đỡ các nạn nhân khôi phục sản xuất. Triều Tiên nghèo khó đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt là lũ lụt, một phần do nạn phá rừng quá mức và cơ sở hạ tầng yếu kém. Một trận mưa lớn vào mùa hè năm ngoái đã giết chết ít nhất 169 người. Các nguồn lực chính của đất nước được sử dụng cho các chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân mà Bình Nhưỡng tin rằng cần thiết để ngăn chặn một cuộc xâm lược của Hoa Kỳ. Cơ quan điều phối Viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết trong một báo cáo được công bố hôm Chủ nhật rằng 35.500 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, 69% trong số đó bị cuốn trôi hoàn toàn và 8.700 tòa nhà công cộng bị hư hại ở các mức độ khác nhau, 16.000 ha đất nông nghiệp đã bị ngập và ít nhất 140.000 người đang cần hỗ trợ khẩn cấp. Cơ quan điều phối nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, Hội chữ thập đỏ quốc tế và Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc đã đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng vào tuần trước để đánh giá tình hình. Các cơ quan cứu trợ đã bắt đầu phân phát thực phẩm, vật liệu bảo hộ, đồ dùng nhà bếp, thiết bị lọc nước và các sản phẩm vệ sinh cho các nạn nhân. Chính phủ Triều Tiên đang triển khai các biện pháp cứu trợ khẩn cấp, phân phát hàng cứu trợ và vật liệu xây dựng cho các nạn nhân. Ưu tiên hàng đầu là đưa 20.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa trở về nhà của họ trước khi mùa đông lạnh giá đến. Đồng thời, Triều Tiên cũng không quên ủng hộ vai trò quan trọng của Đảng Công nhân trong việc cứu trợ thiên tai ở tỉnh Bắc Hongyong.
Rongdong Shimun hôm thứ Hai đưa tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Công nhân, quân đội và nhân dân sẽ đoàn kết và thống nhất như một để biến khu vực này thành một thiên đường trên trái đất trong năm nay. Phần lớn đất đai của Triều Tiên là đồi hoặc núi, khắp nơi đều là đồi núi trọng, cây cối bị chặt phá làm ruộng bậc thang, hễ trời mưa là nước chảy thẳng xuống. Từ năm 1994 đến năm 1998, chỉ riêng các trận lũ lụt đã giết chết hàng trăm nghìn người ở Bắc Triều Tiên, trầm trọng hơn do sai lầm trong chính sách kinh tế và mất viện trợ của Liên Xô. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc cho biết tình trạng thiếu lương thực dài hạn ở Triều Tiên dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn do hầu hết các hộ gia đình có nguồn cung cấp lương thực nghèo hoặc kém trong năm ngoái và năm nay. Bão Ima giết chết tình trạng khẩn cấp ở Caribbean, Florida. Bão Ima đã được nâng cấp thành bão cấp 5 và tiến đến vùng biển Caribe. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tuần nước Mỹ hứng chịu một cơn bão mạnh sau khi bão Harvey quét qua Texas. Bão Ima đã được nâng cấp lên cấp 5 và bão cấp 5 là cấp cao nhất của hệ thống bão. Vào thứ Ba, theo giờ địa phương, Ima đã đạt tốc độ 185 dặm một giờ về phía quần đảo Leeward ở phía bắc biển Caribe. Trung tâm bão quốc gia NHC cảnh báo Ima là một trong năm cơn bão mạnh nhất trong 80 năm qua và có khả năng thảm họa. Bão dự kiến đổ bộ vào quần đảo Leeward vào cuối ngày thứ Ba và đầu thứ Tư trước khi đến các phần của quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và Puerto Rico của Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ Tư. Các nhà khí tượng cảnh báo rằng Ima có thể mang lại lượng mưa 250mm và sóng cao 25 phút khoảng 7m, có thể gây ra lở đất và lũ lụt. Cơn bão cấp 4 Harvey đã đổ bộ Texas với lượng mưa gần 520mm gây ra lũ lụt ở Houston và giết chết ít nhất 60 người. Trước khi Ima đến, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Puerto Rico, quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và Florida. Hôm thứ Hai, Puerto Rico đã kích hoạt vệ tinh quốc gia. Thống đốc Ricardo Rosello thông báo hôm thứ Ba rằng các trường học sẽ đóng cửa, các doanh nghiệp và đơn vị sẽ đóng cửa trong nửa ngày. Ông cũng cảnh báo rằng bang có thể đối mặt với nguy cơ lũ lụt và mất điện. Quyết định mà chúng tôi đưa ra trong những tuần tới có thể là sinh tử. Rosello cho biết hôm thứ Ba đây là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm. Thống đốc cho biết ông đã phê duyệt 15 triệu đô la, khoảng 12,6 triệu euro cứu trợ khẩn cấp bất chấp những thách thức kinh tế của Puerto Rico. Hòn đảo với khoảng 3,4 triệu dân này có 456 nơi trú ẩn khẩn cấp và có kế hoạch là nơi ở của 62.100 người. Puerto Rico đối mặt với khủng hoảng tài chính đang diễn ra và gánh khoản nợ khổng lồ hơn 70 tỷ đô la Mỹ. Nhà nước đã cắt giảm chi tiêu của chính phủ, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giao thông công cộng. Để giúp người dân chuẩn bị cho cơn bão, chính quyền địa phương ở Puerto Rico đã tiến hành phong tỏa giá đối với các nhu yếu phẩm như thực phẩm, nước, thuốc men, điện và pin. Tại Bahamas, Thủ tướng Hubert Minnis đã ra lệnh sơ tán bắt buộc các hòn đảo phía Nam để đối phó với các cơn bão quái vật. Hôm thứ Hai, Thống đốc Florida Rick Scott đã ban bố tình trạng khẩn cấp để chuẩn bị cho một cơn bão có thể đổ bộ vào đây vào cuối tuần. Florida cũng đã ra lệnh sơ tán bắt buộc các điểm thu hút khách du lịch trong bang bắt đầu từ thứ Tư. Các nhà chức trách cũng nhắc nhở cư dân của hạt Miami-Dade di chuyển đến cái độ cao hơn do có thể có bão. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.